Em ơi lấy để em mua cho lợn thôi. Cho lợn cho gà nó không ăn mà. Mẹ đi cân thì chán đời thật. Đi được 4 cân chứ. Chị lấy 10.000 thôi ạ. À. Em có mua bắp cải. Bắp cải đấy nhá. Cải cải em cải bắp đấy. Ừ, cải bắp. Đấy bắp tiền cân. Chị bán theo cái thôi. Mang lên cho. Đây em ơi, xem đi. Nhiều này chị. Có cải ngon nhỉ. Quậy chặt thế nhỉ. Chọn đi, em lấy cái nào lấy giúp chị đấy. Bạn lấy thêm túi thì em. Xin nhá. Sao thế ạ? Bố chị đi nhá. Cho bà hai túi đi. Một túi thôi. Đây, con chip đây. Con xin bà. Cảm ơn bà nha. Cầm á. Tiền một bát thì 5.000. Em lấy nốt đi, chỗ đấy thì lấy 10.000.
xin cái này nha. Có nhà thịt nào, mình ngon lắm nha. Ơi, mẹ đây. Thế cái này của con.
đấy đấy à còn cầm mũi cho mẹ nhá, cầm mũi cho mẹ nhá. À, mẹ xong bây giờ. Ngon nhỉ. Nha. À con không ăn á? Ah!
Mẹ lấy nước mẹ tắm cho nhá. Ơi.